Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sáng tạo Việt. Kính thưa quý vị, hiện nay thì hầu hết các hộ sản xuất phở khô ở nước ta đều phải phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết trong việc phơi, sấy bánh phở. Chính vì vậy mà việc mở rộng quy mô cũng như là tăng năng suất sản phẩm thì diễn ra hết sức khó khăn. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một giải pháp công nghệ có thể giải quyết được vấn đề này. Đó chính là máy sấy phở khô liên hoàn, không những giúp tăng năng suất mà còn giúp cho bánh phở chúng ta giữ được hương vị thơm ngon sau khi sấy. Và cũng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những thông tin bổ ích trong việc áp dụng thành công hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Và trước tiên thì chúng ta cùng làm quen với sự hiện diện của hai đội chơi có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu đội Sáng tạo. Đội Sáng tạo đến từ câu lạc bộ Thanh niên Khởi nghiệp Hà Nội với sự hiện diện của bạn Ngô Thu Hương và bạn Nguyễn Xuân Thảo. Xin được trân trọng giới thiệu đội Phát triển. Đội Phát triển đến từ Học viện Nông nghiệp Việt Nam với sự hiện diện của bạn Nguyễn Thành Đồng và bạn Phạm Thị Thu Thúy. Và không thể thiếu trong mỗi một chương trình Sáng tạo Việt đó là sự hiện diện của hai thành viên ban giám khảo. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của Tiến sĩ Đỗ Ngọc Trung, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Năng lượng Toàn diện. Xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của ông Đàm Quang Thắng, cố vấn cấp cao chương trình Khởi nghiệp Quốc gia, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 3 trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay, phần thi lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, ở phần thi thứ 3 này thì chúng tôi sẽ có hai tình huống với hai câu hỏi dành cho các đội chơi của chúng ta liên quan đến pháp luật về thành lập, quản trị, điều hành doanh nghiệp và các hệ thống công cụ cải tiến năng suất chất lượng trong doanh nghiệp, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Và nhiệm vụ các đội chơi của chúng ta là nghe câu hỏi và bấm đèn trả lời câu hỏi theo các phương án A, B hoặc C. Bấm đèn trước trả lời đúng các bạn sẽ có 500 điểm. Bấm đèn trả lời sau, trả lời đúng các bạn chỉ có 300 điểm mà thôi. Hãy nhớ thêm điều đó. Và phần thi thứ 3 này thì chúng tôi sẽ dành cho cả hai đội chơi một lần sử dụng chữ S may mắn để đặt cược. Nếu sử dụng chữ S may mắn trả lời đúng thì số điểm ở câu trả lời đó sẽ được nhân lên gấp đôi. Còn nếu trả lời sai thì chúng tôi sẽ trừ đi của đội chơi 250 điểm. Và bây giờ thì xin mời cả hai đội chơi chúng ta chú ý để theo dõi đoạn phim tình huống đầu tiên. Làm ăn như thế này có chết không chứ? Lại chuyện gì đấy hả? Bạn ơi... Ông Chiến đấy à? Phải ai đâu mà từ sáng giờ sao mới sáng ra đã lớn tiếng thế? Chỉ bực hết cả mình, mấy cái nhân viên vừa đi ra đấy. Anh cứ bình tĩnh, em thấy là anh quát mắng nhân viên cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi không sao, hai người ngồi chờ tôi xử lý xong cái đống hồ sơ này, rồi chúng ta cùng đi thăm người ốm nhá. Này, tôi thấy hình như công ty ông đang có vấn đề về hệ thống quản lý môi trường. Hôm trước có đoàn thanh tra đến đúng không? Khổ lắm, tôi đã áp dụng hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhất hiện nay rồi, đúng không? Cắt cử một nhóm chuyên gia chuyên nghiên cứu phân tích nguồn nước thải thải ra môi trường. Không hiểu dưới nhà máy người ta làm ăn kiểu gì. Đấy, thế mà thi thoảng nước thải thải ra môi trường vẫn không đạt chuẩn. Thế là công ty bị phạt, thế mới đau chứ đấy. Ôi dồi, thôi, bình tĩnh. Thế anh bị phạt nhiều không? Nhiều ít không quan trọng, mà quan trọng ở đây là uy tín của công ty. Đấy, mà uy tín công ty tôi tạo dựng bao nhiêu năm nay, ông biết rồi đúng không? Này, tôi thấy hệ thống quản lý bên ông có vấn đề rồi đấy, ông nên xem lại đi. Theo tôi ấy, thì ông nên mời thử chuyên gia về để tư vấn và áp dụng ISO 14000 đi. ISO 14000 á? Ồ, bây giờ nói đến ISO 14000 mà vẫn mắt tròn mắt dẹt như thế thì thỉnh thoảng bị phạt là đúng rồi. ISO 14000 ấy là hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp công ty của ông ấy đẩy mạnh việc quản lý môi trường này, cải thiện nguồn lực này, giảm chất thải và cắt giảm chi phí. Ngoài ra ấy, ISO 14000 ấy, nó còn giúp công ty ông quản lý nội bộ trong tất cả các khâu, tạo ra sự cạnh tranh đối với các công ty không áp dụng bộ tiêu chuẩn này. Hay, quá hay. Này, đôi khi tôi thấy mình bảo thủ, tiếc vài đồng lẻ, đâm ra lại hỏng việc. Mấy người đâu rồi? Thôi anh ơi. Thấy rồi á? Anh lại gọi mắng chúng nó làm cái gì? Chỉ phải nói để cho chúng nó biết chứ đi. Thực ra là thế này, hai cái cô cậu nhân viên mà vừa rồi mặt chị đi ra ngoài ấy. Vâng. Lần trước cô tư vấn tôi là nên áp dụng ISO 14-15000, nhưng mà tôi gạt phát đi, tôi không đồng ý, lại còn mắng như một trận nữa chứ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại mới thấy mình... Thế mình làm sao? Hồ đồ. mà này, thế hệ thống ISO 14-15000 mà ông vừa tư vấn ấy là áp dụng cho quản lý môi trường. Vậy môi trường ở đây ấy là được áp dụng cho những đối tượng nào? Đơn thuần chỉ là khâu sản xuất tạo ra sản phẩm hay tất cả các khâu trong doanh nghiệp?
Ví dụ như là bộ phận chăm sóc khách hàng này, bộ phận thu mua đầu vào của sản phẩm à? Vấn đề đấy thì... Thôi, cái vấn đề này thì anh hỏi anh Chiến làm sao anh ấy biết được. Anh ấy có phải là chuyên gia đâu. Anh mà muốn biết rõ ràng ấy thì anh cứ mời chuyên gia về mà giải đáp cho anh. Còn bây giờ ấy, còn bao nhiêu giấy tờ anh giải quyết nhanh nhanh đi rồi anh em mình đi thăm người ốm. Rồi, ok, ok. Đúng đấy. Tôi chỉ là kỹ sư điện thôi. Tôi mời chuyên gia đi. Thì tôi biết rồi này. Chờ tôi tí nhá. Như vậy là cả hai đội chơi chúng ta đã theo dõi đoạn phim tình huống và câu hỏi dành cho các bạn như sau. Khi xác định khía cạnh môi trường trong doanh nghiệp để áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 tức là A. Chỉ xác định cho các hoạt động sản xuất chính tạo ra sản phẩm chính của doanh nghiệp. B. Chỉ xác định cho sản phẩm và dịch vụ. Hay C. Xác định cho mọi hoạt động sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi được mô tả của hệ thống. Xin mời hai đội chơi. Như vậy là hai đội chơi chúng ta đã đưa ra những phương án trả lời khác nhau. Đội sáng tạo các bạn lựa chọn phương án C là câu trả lời. Và sau khi đó thì đội phát triển các bạn suy nghĩ một lúc và cân nhắc đưa ra phương án trả lời là phương án A. Và để biết đáp án của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến giải thích của chuyên gia. Xin chào hai đội chơi và quý vị khán giả. ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Tiêu chuẩn này được ban hành đầu tiên vào năm 1996 và đã được xem xét ban hành lại lần thứ 3 năm 2015. Đến nay ISO 14001 các yêu cầu hướng dẫn và sử dụng áp dụng rộng rãi tại 192 quốc gia trên toàn thế giới. Khi xác định khía cạnh môi trường trong doanh nghiệp để áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 tức là phải xác định cho mọi quá trình hoạt động sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi được mô tả của hệ thống. Như vậy phương án C là đáp án đúng. Và đáp án chính xác từ chương trình đó là phương án C. Xin chúc mừng đội sáng tạo. Chúc mừng các bạn. Như vậy là câu hỏi này thì đội sáng tạo đưa ra phương án trả lời đúng. Các bạn có thêm một quỹ điểm của mình 500 điểm nữa. Và hiện tại sau khi đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3 này thì số điểm của đội sáng tạo hiện tại là 3.900 điểm, tương đương với 3.900.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Với đội phát triển, các bạn đã suy nghĩ kỹ nhưng mà cuối cùng thì các bạn đưa ra phương án trả lời chưa chính xác. Chính vì vậy thì điểm số các bạn ở thời điểm này sau khi đã vượt qua được câu hỏi đầu tiên ở phần thi thứ 3 là 3.800 điểm, tương đương với 3.800.000 đồng. Xin chúc mừng. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đội sáng tạo với chiến thắng rất sát sao. Các bạn là đội chiến thắng để bước vào phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng Tạo Việt ngày hôm nay. Phần thi đặc biệt. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với phần thi cuối cùng trong chương trình Sáng Tạo Việt hôm nay. Phần thi đặc biệt với sự hiện diện của hai thành viên của đội sáng tạo. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Và bây giờ thì chúng tôi hy vọng là các bạn sẽ làm một nhiệm vụ khó khăn nhất nhưng sẽ thành công nhất. Đó là trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức liên quan đến hệ thống quản lý môi trường ISO 14000 trong khoảng thời gian rất ngắn là 60 giây. Trong khoảng thời gian 60 giây đó, nếu chúng ta trả lời đúng cả 5 câu hỏi thì các bạn sẽ nhận được một phần thưởng trị giá là 2 triệu đồng từ ban tổ chức của chương trình. Và hãy nhớ là chúng ta có tối đa là 2 lượt trả lời cho một câu hỏi. Hy vọng là cả hai thành viên của đội sẽ nhân sự may mắn của mình lên hôm nay để có thể tích lũy thêm điểm số phần thưởng của mình ạ. Bây giờ thì cả hai thành viên của đội sáng tạo, các bạn đã sẵn sàng rồi chưa ạ? Sẵn sàng ạ. Vâng. 60 giây bắt đầu. Câu 1, đối tượng nào có thể áp dụng được ISO 14000? A, tổ chức sản xuất kinh doanh. B, tổ chức cung cấp dịch vụ. C, cả hai phương án trên. C ạ. Đúng. Câu 2, các yếu tố tác động đến việc áp dụng ISO 14000 vào tổ chức. A, nhân lực. B, cơ sở vật chất. Hay C, cả hai phương án trên. C ạ. Đúng. Câu 3, xem xét của lãnh đạo theo ISO 14000 là A, là việc lãnh đạo một tổ chức xem xét đánh giá một cách định kỳ về tính thích hợp đầy đủ và hiệu quả liên tục của hệ thống quản lý. B, là cuộc họp định kỳ của lãnh đạo một tổ chức nhằm xem xét về hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống. C, là hoạt động điều hành thường xuyên của lãnh đạo một tổ chức. À, đúng. Câu 4, quy mô tài liệu của hệ thống quản lý môi trường phụ thuộc vào A, quy mô của tổ chức, mức độ phức tạp của các quá trình. B, quy mô của tổ chức, loại hình hoạt động, mức độ phức tạp của các quá trình. C, quy mô của tổ chức và năng lực của nhân viên. B ạ. Đúng. Câu 5, chứng chỉ ISO 14000 có hiệu lực trong thời hạn bao lâu? A 1 năm, B 3 năm hay C 5 năm? C ạ. Sai. Câu 5, chứng chỉ ISO 14000 có hiệu lực trong thời hạn bao lâu? A 1 năm, B 3 năm. À. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho hai thành viên của đội sáng tạo. Chứng chỉ ISO 14000 có hiệu lực trong thời hạn 3 năm.
Rất tiếc đúng không ạ? Các bạn gần như là đã đi đến đích rồi, gần như là đã có thể có được chiến thắng cuối cùng rồi, chỉ còn một câu trả lời nữa thôi, và giữa hai phương án A và B thì các bạn lại lựa chọn phương án A, không phải phương án trả lời chính xác. Rất tiếc là chúng tôi không thể gửi tới các bạn món quà mà các bạn thực sự rất xứng đáng nhận được. Tuy nhiên thì chúng tôi ghi nhận cái sự cố gắng của hai thành viên đội sáng tạo. Cảm ơn các bạn vì những đóng góp cho chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng là giải pháp công nghệ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Sáng tạo Việt ngày hôm nay, máy sấy phở khô, chắc chắn với tiềm năng của mình sẽ được ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Sáng tạo Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.